Rồi anh chào em ha. Dạ. Thì trước hết đó thì cho anh hỏi là em tên gì? Thì em tên Nguyễn Thị Bích Quyền. Em tên Nguyễn Thị Bích Quyền. Dạ. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 29. Em 29 hả? Còn đây là chồng hả? Dạ. Chồng em tên gì? Tên Nguyễn Chí Toàn. À, Nguyễn Chí Toàn. Dạ. À, năm nay Toàn bao nhiêu tuổi? Dạ em 30 tuổi. 30 ha. Dạ. Rồi con đây là hai đứa con ha. Dạ. Ai lớn, trai lớn hay là gái lớn? Bé này lớn. Bé đang nhiêu tuổi? Dạ 7 tuổi. Tên gì em? Nguyễn Trúc Ly. Nguyễn Trúc Ly. Còn trai? Con tên gì Khang? Nguyễn Chí Khang. À Nguyễn Chí Khang. Nguyễn Chí Khang nhiêu tuổi? Mấy tuổi? Ít ăn lắm hay sao mà nhìn ốm dữ con. Dạ, ít ăn. Anh biết. Tại vì là bên kia 6 tuổi, bên đây 4 tuổi hả? Bên đây 7 tuổi, bên đây 4 tuổi. À 7 tuổi 4 tuổi dạ. Ha. Dạ. Rồi ngồi đi Khang. Thì được bà con chia sẻ cái hoàn cảnh của hai vợ chồng em đó. Dạ. Thì cho anh hỏi là em Quyền nè, là em cao được 1 đến mấy? Nói về mét là chắc em không biết. Không biết ha. Dạ. Đâu em đứng lên cho tôi anh xem thử coi. Chắc chừng mét chứ vậy, mét. Không tới mét đâu. Không tới mét đâu. Ừ, không tới mét đâu. Hình như là chồng của em hình như là bình thường đúng không? Dạ đúng rồi. Chồng cao mét mấy? Dạ sáu mấy á. Mét sáu mấy á. Sáu mấy lần ha. Khoảng cách 65 à. Rồi bây giờ cho anh hỏi nè là công việc hiện tại của hai vợ chồng mình làm gì? Dạ em ấy bán pha lan phụ mẹ. À. Còn chồng em thì ai muốn gì bằng đấy. Muốn gì bằng đó ha. Dạ. Rồi cho anh hỏi là lúc trước á hai vợ chồng là quen nhau làm sao? Dạ qua mạng, qua Zalo. À qua Zalo ha. Qua Zalo ha. Quen là cách đây bao nhiêu năm rồi? Dạ có 7-8 năm rồi. À lúc đó là ai là người cua trước? Dạ em. Em cua sao? Thì em mới nhắn tin dạ chào anh rồi. Nhắn qua nhắn lại mới làm quen. À. Dạ. Rồi lúc đầu ảnh gặp rồi ảnh có bất ngờ gì không? Tại rồi. thấy em nhỏ con quá đó. Rồi xong rồi em làm quen xong rồi nhắn tin qua lại rồi em mới nói là chữ tích của em, chữ việc của em là con người của em vậy đó. Rồi kể cho ảnh nghe rồi ảnh chịu thì mới quen. Anh chịu mới quen á. Anh có dẫn đi uống nước được không? Dạ có. Uống nước không? Cái lúc có khi mà... ở nhà có khi ngoài quán. À. Dạ. Cái lúc mà anh em kể cho anh Toàn nghe á là dạ. Cái em là cái người cô gái như vậy đó. Dạ. Thì lúc đó là chồng của em là phản ứng sao? Cũng bình thường, cũng có gì chứ. Bình thường hả? Dạ. Còn trước khi quen với em Quyền này, em Toàn có quen ai không? Thì cũng ít. Ít ha. Dạ. Tức là đã có quen phải không? Dạ. Rồi khi mà lần đầu tiên thấy vợ đó là em phản ứng sao? Thì em thấy cũng như người ta vậy đó. Vậy ha? Dạ. Mình không có thấy, mình không có cảm thấy là nó khác như người bình thường ha. Dạ. Vậy chắc đây là giống như là cái duyên nợ rồi. Dạ. Chứ bình thường nếu mà khi mà gặp một người đàn ông á mà gặp một người phụ nữ mà khi mà nói chuyện nhau qua điện thoại thôi là mình cứ tưởng tượng thôi, mình tưởng tượng cái người đó là như thế này như thế kia, nhưng mà khi gặp á mà em Toàn mà không có cái gì phản ứng gọi là trái chiều thì rất là hay. Đó, hôm nay là mấy anh em á là tìm tới đây là gặp gỡ gia đình của em Quyền với em Toàn. Là hiện nay là mình ở đây là bên nhà của ai? Của dạ, em hay? Bên em. Bên nhà của Quyền nha. Dạ dạ. Còn bên gia đình là Toàn ở đâu? Em ở trong Ba Kèn. Là đây. Tâm Bình. Là xa không? Cũng... Dạ trong Ba Kèn cậu Phú An được. Ừ. Dạ. Cách xa không? Ờ khu công nghiệp Bà Phú á. À gần trong. À gần trong đó ha. Dạ, dạ. Rồi hai đứa quen bao lâu rồi mới cưới? Dạ. Tìm hiểu bao lâu? 2-3 năm. Ồ tìm hiểu tới 2-3 năm nữa hả? Dạ. Vì lúc đó là chồng có dẫn đi chơi đâu không? Dạ có đi đây đi đó luôn. Ồ, dữ vậy đó hả? Dạ. Đâu đi đâu kể nghe coi. Dạ đi uống cà phê, đi chơi đồ. Có đi xe ngựa không? Hay là đi có đi nhà hơi không? Dạ. Hả? Có nữa hả? Dạ. Lúc đầu tiên mà ảnh gặp mà em đó. Dạ. Quyền đó ảnh có ngỏ lời yêu gì không, ảnh có nói khen đẹp gì không? Dạ không, chỉ quen hai đứa quen là thương với nhau thôi. À. Chứ ảnh không có nói đẹp, từ đó ảnh không nói đẹp mà ảnh không có nói đẹp gì chưa. Ừ. Dạ. Rồi hai chồng có cưới không? Dạ có hình đám cưới luôn. À, có hình đám cưới nha. Dạ em có đăng lên YouTube á. À. Ừ. Vì hằng ngày em đi phụ mẹ bán khoai lang gì đó là cái thu nhập của em nó ổn không Quyền?
Dạ đủ, có khi đủ, có khi thiếu. Một ngày mình bán được nhiêu khoai lang? Dạ có 100 ngoài ngàn. Ờ, được 100 ngoài ngàn rồi ha. Có khi là 70-80, có khi là 100 cũng không chừng. Mình bưng 100 ngoài. Mình bưng mà cái thau cái mà gì? Cái gỗ khoai đi mình bán hay sao? Dạ phi thì mẹ em đem lên chợ rồi em sáng em mới bán. Ờ khoai lang mình nấu sẵn rồi đấy ha. Dạ dạ, rồi bưng lên em mới bán được ha. Ừ. Vô ngồi đi con. Vô ngồi con. Ừ, ngồi đó đi. Ừ, ngoan. Rồi à, em Toàn á, là ai kêu cái gì làm đó, là mình làm những cái công việc gì Toàn? Chưa, cũng từng lung công chuyện nhưng không có cố định nữa nè. Cũng như là có kêu làm gì làm, như có đi làm hồ không? Cũng có nữa. Cũng có nữa ha. Cửa sắt cũng có nữa, hay cửa gào rồi lại cũng có nữa. Ừ. Nói chung là anh cũng có gì anh cũng biết làm á. À, cái gì cũng biết làm hết chứ ha. Dạ. Hai đứa nhỏ có đi học không? Đứa... Dạ đứa này học lớp 2 rồi. Lớp 2 ha. Dạ đứa ừ. này chưa đi, chứ đứa này ừ. không có điều kiện gửi. Ừ. Dạ, cũng như chưa có vốn ha. Dạ đúng rồi. Nếu vậy thì mình ngày nào cũng đi bán chứ có nghỉ không? Bán khoai là dạ, mình ngày nào cũng bán, có khi ế nữa. Mùa mưa chắc ế hả? Dạ ế đúng rồi. Ế. Bán gần trường học hay ở ngoài chợ? Ở gần trường học. Xuống. À. Có khi nào bữa nào mà ế mình đem về gia đình mình ăn khoai lang không? Hoài. Hoài luôn hả? Dạ, hoài luôn. Rồi, cho anh hỏi rồi. Cái Quyền là có mấy anh em? Dạ, hai chị em. Có hai chị em hả? Dạ. Là em là chị hay em? Em là em. Ngồi vô khác, chị ngồi đàng hoàng coi. Không có nhúc nhích nè. Ừ. Chị đẹp lắm. Chị bình thường ha. Dạ. Ừ. Chỉ có mình Quyền là nhỏ con vậy đó hả? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi ba mẹ là hiện nay là cũng ở chung nhà với em luôn? Dạ. Rồi ba mẹ lớn chưa? Dạ, người năm mấy, người sáu mấy. Ừ. Còn bên ta em Toàn. Dạ. Ba mẹ lớn tuổi chưa? Cũng cỡ cái đó à. Rồi đông anh em không? Dạ, bốn người. Bốn người ha, là dạ. Toàn là người mấy? Em Út. Út Toàn luôn ha. Dạ, do em gái, kế em gái. Nói chung là bốn người mà ảnh là ba trai là ảnh Út, còn đứa gái Út nữa là bốn người. Ừ. Út mà đi ở ghế sao không cứ vợ gì đó. Dạ, em ở đây quen rồi. À. Dạ, lúc quá quen rồi em ở đây rồi. À, mới quen là qua đây ở luôn. Dạ em làm trên đây rồi ở đây luôn. Dạ em về em cũng đâu làm dâu ai được đâu. À. Ừ. Dạ. Thì có khi nào về bên bển không? Dạ có, về hoài à. Về hoài nha. Dạ. Rồi mẹ chồng có bắt là nấu gì ăn không? Mẹ nấu ăn luôn á, chứ bả đâu có đâu mắt em nấu gì đâu. Vậy ha. Về là má nấu ăn không à. Ừ. Dạ. Mình có thấy là cái mình nhỏ con vậy, mình ra đường vậy, mình có thấy tự ti gì không? Dạ cũng tuổi lắm. Có ai nói ra nói vô gì không? Nói ra là vô là chồng đẹp trai mà có vợ nhỏ con gì không? Có. Ta nói làm sao? Dạ, nói là có lùng vậy mà có chồng cao vậy. Ừ. Không mà hỏi riêng Quyền nè, là trong cái thời gian 7 năm mà sống chung với Toàn đó, là em cảm thấy hạnh phúc hay là cái gì không? Dạ hạnh phúc. Hạnh phúc ha. Dạ. Là anh có thương yêu nhiều không? Dạ nhiều lắm chứ. Anh làm về đánh đưa tiền em mất à. Ừ. Có khi nào những cái dịp lễ Tết này kia anh có tỏ tình hay là anh có lãng mạn không? Những cái dịp lễ cho phụ nữ mình lãng mạn chút xíu rồi Toàn. Dạ dạ. Nhà mình có làm ruộng gì không? Dạ có. Được mấy con ruộng? Dạ có không. Có một con ruộng ha. Mình đang chưa có xong. Ba mẹ có đi làm không hay là giờ ba mẹ già rồi ở nhà thôi? Dạ, ba mẹ trai mẹ em ở nhà. Ừ. Hình như là anh thấy là cái bé gái lớn của em là hình như là giống mẹ đúng không? Ờ. Bé gái lớn là giống mẹ. Mẹ ha. Ừ. Đi gan luôn hả? Còn bé trai nhỏ là giống ba nè. Mẹ. Ăn với mẹ. Con tên gì con gái lớn? Em tên mẹ Trúc Ly. Trúc Ly ha. Ừ. Con có biết hát không? Dạ con hát cho chú nghe bài coi. Ca cho chú nghe. Tặng chú ơi, mình đi học có mình thể hiện thể hiện bản lĩnh coi. Ca cho cô chú nghe bài đi rồi cô chú thương. Ừ. Ha. Ừ. Ca đi cho đi rồi giờ chú tặng quà. Hoa đồng lúa chín hồng. Ca bài gì? Hoa đồng lúa chín hồng. Ca tiếp đi con. Rồi tiếp đi. Hoa đồng lúa chín hồng. Hôm kia em hát không vượng. Thôi nó cần là vui hai bó. Mặn là lớn lớn rồi. Hà mừng là gây hơn. Ừ.
nhỏ quá, lớn lên coi, mạnh lên. Hàm ơn bạn ơi, có đau vui nào vui hơn, nhịp nhàng như bước chân, văn hơn rất đi cười, ai chắc hơn bạn lắm mà, đàn hoàng, hàm ơn bạn ơi, hết hồn rồi. Rồi về được rồi. Rồi biết ca, có biết ca không? Rồi con ca bài đi cho ông bà cô chú nghe đi. Trăm bà mơ mây, thiền nó nói như lời, ông vô mẹ đi qua. Cái bài gì vậy? Bài lấy gói, sao chừng lá ca mình lắc trẻ. Cái gì mà cái bài rồi mới giờ màu mây gì đó. À, đúng rồi. Hăng hăng sinh gì, hăng sinh của mẫu hả? Dịp nhân sinh quá. Tóc mè bạc màu mây đúng không? Dạ đúng rồi, đó là ca đó. Phù kính đôi vai gầy. À. Đúng không? Đúng không? Dạ, đúng rồi. Không hát được mình nhảy bài đó đi. Công nhận là hai chồng có duyên lắm ha. Này là như ta kêu là giống như là chuyện tình yêu cổ tích luôn đó. Ông thấy quyền hạnh phúc với bên chồng thì thấy vui rồi đó. Bên chồng cũng thương em lắm. Về bển rồi mấy bà chị đồ có khi nào bả mà nói em gì không? Đối xử tại không? Dạ không. Không nha. Chị em hướng nhau lắm. Vậy là em cũng có phước rồi đó. Dạ. Anh chồng rồi em chồng thương lắm. Dạ. Mình cũng ngưỡng mộ chứ bộ, tuy mình không cao nhưng mà mình có chồng đẹp trai. Dạ. Cao gáo. Mười mốt rồi có ai nói cái này nó kia em nói là mấy bà có được như tôi không mà mấy bà so sánh không? Dạ. Tôi cũng có chồng đẹp trai nè, thấy không? Cũng xù xì lắm. Rồi anh thấy hoàn cảnh của hai chồng cũng đáng thương nên anh gửi tặng cho 500 ha. 500 của chị Hoa Đinh ở bên Mỹ á ha. Dạ, cảm ơn. Rồi con cảm ơn đi con. Con cảm ơn đi. Con cảm ơn ông bà cô chú. Con cảm ơn bà cô chú hay không? Con cảm ơn con bà chú. Rồi con gái nè. Gái đâu? Cảm ơn ông bà. Phanh tay lại. Mình ngoan mà cô chú mới thương, thấy không? Nói thì hôm nay là mấy anh em tình cờ đi ngoài đường của chú anh chị là phát hiện hai vợ chồng với hai đứa con là đi ngoài đường. Thì mấy anh em mới tiện đường thì kêu hai vợ chồng vô ngồi ở đây để hỏi thăm cái câu chuyện thì mới biết được như vậy. Thì mong là cô chú anh chị mình xem thì dành những cái là chúc phúc cho hai vợ chồng đó. Tại vì đây là một người phụ nữ, nói chung là một cái nàng lùng mà mấy anh em mới phát hiện. Thì mong là cô chú anh chị mình nếu mà quan tâm tới hoàn cảnh này thì cứ comment để mà cho anh em tiếp tục chia sẻ về cái cuộc sống của hai vợ chồng em Toàn và em Quyền để mà gửi đến cho cô chú anh chị của mình. Em Toàn là 30, em Quyền là 29. Xứng quá ha. 29, 30. Quyền biết hát không? Dạ biết mà em không có thuộc lời. Không thuộc lời ha. Hát một đoạn nhỏ rồi được không? Biết hát mà không thuộc lời. Vậy là Quyền hồi đó là học cái lớp mấy? Dạ lớp 5. Vậy là biết chữ hết trơn phải không? Dạ biết. Toàn có hay đi học không? Dạ đó em học lớp 6. Hay rồi. Em 29, anh 30, em học lớp 5, anh học lớp 6 rồi. Quá im rồi. Vợ chồng Toàn Quyền ha. Phải có con quyết định nữa im. Vậy là cái nóc nhà này là một về Quyền rồi. Quyền ơi. Toàn Quyền rồi. Ảnh cuốn cà phê đi ăn nhậu gì không? Dạ không, anh không có nhậu. Có khi nào đi làm về là chiều, đi làm về là về. Anh đi anh có hỏi không? Dạ có. Nhưng mà anh không có nhậu. Anh chỉ biết đi làm, sáng đi chiều về rồi. Rồi rảnh rỗi gì đi về nhà mẹ ruột. Rồi thôi bây giờ mình chào khán giả đi ha. Rồi chào khán giả nè. Rồi. Rồi.